Trường hợp tiếp theo là mình nói đến hai nhóm phụ thuộc, cũng là C, C, D, Q, nhưng mà bây giờ hai nhóm này nó phụ thuộc lẫn nhau chứ nó không còn độc lập nữa. Ở đây là một cái ví dụ. Thì trong trường hợp này mình có hai cái population. Mình lấy mẫu thì ở đây cỡ mẫu trong trường hợp này là khác nhau, nó không giống, nó giống nhau chứ nó không khác nhau như trường hợp hai nhóm độc lập nữa. Một cái đối tượng bên này nó sẽ tương ứng với một đối tượng bên bên kia. Thì trong trường hợp mà hai hai nhóm mà phụ thuộc á, đối tượng của mẫu này nó phải match với một cái đối tượng của mẫu kia thì mình gọi là nó là match hay là pair, pair, ví dụ như pair t-test. Thì cái hình ảnh này để mình hình 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 dung được là hai nhóm phụ thuộc nó là hai đối tượng của hai nhóm nó phải phải match với nhau ha. Thì cũng tương tự như vậy, cái điều kiện đây là một cái trường hợp đặc biệt của one sample t-test. Mình nó cũng phải tỏ cái điều kiện là cái mẫu phải được chọn ngẫu nhiên và cái sự khác biệt nó phải tuân theo phân bố chuẩn hay là cỡ mẫu phải đủ lớn ha. Mình luôn luôn phải kiểm tra lại cái quần thể nó tuân theo phân bố chuẩn hay là cái cỡ mẫu mình lấy nó phải đủ lớn ha. Nếu mà không tuân theo phân bố chuẩn thì cỡ mẫu phải đủ lớn, còn nếu mà tuân theo phân bố chuẩn rồi thì cỡ mẫu bao nhiêu cũng được. Thì cái đây mình gọi XD là cái trung bình của cái sự khác biệt đó. Mình kiểm tra là cái XD này là giả thuyết vô hiệu của mình đó. Mình cho đây thầy bị thiếu à. Cái XD nó bằng không, giả thuyết vô hiệu là XD bằng không, là cái sự khác biệt này bằng không, tức là không có sự khác biệt. Còn các cái giả thuyết đối của nó là hoặc là không, hoặc là giả thuyết một phía là lớn hơn không hoặc là bé hơn không, thì mình cũng sẽ tính được cái t-test. Thì trong cái này cái t-test statistic nó đơn giản là cái tử số ở đây là XD trung bình trừ không, và cái mẫu số ở đây là SD chia căn bằng 2 của N. Thì đây chính là sai số chuẩn, cái phần mẫu này chính là sai số chuẩn. SD là cái phương, cái độ lệch chuẩn của cái sự khác biệt ha. Và cái giá trị T này nó tuân theo cái phân bố chuẩn với cái bậc tự do là N trừ 1. Tương tự vậy mình sẽ tính được cái khoảng tin cậy là nó bằng trung bình của sự khác biệt cộng trừ một cái khoảng là critical value nhân với lại sai số chuẩn là SD chia căn bằng 2 của N. Thì áp dụng thì ở đây trong trường hợp hai nhóm phụ thuộc, ví dụ ở đây một cái ví dụ để mình thấy được hai nhóm phụ thuộc, thì mình muốn tính cái thời gian phản ứng trước và sau khi uống bia, rồi ở đây sau khi uống hai chai bia của cái người tài xế, ví dụ như vậy, hay là của một người bất kỳ nào đó, thì cái cỡ mẫu mình lấy ở đây là mình là 20. Và cái XD ở đây là mình giả sử khi mình lấy dữ liệu ở mình tính được là cái sai số ở đây là trừ cái sự khác biệt là 0,5, tức là cái thời gian phản ứng trước khi uống bia mà trừ cho thời gian phản ứng sau khi uống bia là nó bằng 0, âm 0,5, có nghĩa là sau khi uống bia người ta phản ứng chậm hơn và cái sai số của nó là 0,86, không không khoảng 0,57. Thì ở đây mình sẽ tính ra được T value ha, theo công thức ở đây là trung bình của sự khác biệt là XD trung bình đây trừ cho không chia cho sai số chuẩn là SD chia cộng 2 của N, mình tính ra được cái T value. Thì từ cái T value này mình sẽ tính ra được giá trị B, ở đây nó khoảng là 0,009, nhỏ hơn cái mức ý nghĩa alpha, mà ở đây mình mặc định alpha lúc mình chọn là 0,05 thì cái này nó nhỏ hơn 0,05 thì mình sẽ bác bỏ được H0. Và mình kết luận là cái thời gian phản ứng thì cái H0 khi mà XD bằng 0 nghĩa là người ta cái sự khác biệt giữa trước và sau khi uống bia là nó không không có sự khác biệt ha.
thì khi mình bác bỏ H2 thì mình nói là có bằng chứng để mình chứng tỏ là cái thời gian phản ứng trước khi uống bia và sau khi uống bia là khác nhau chứ không không phải là bằng nhau. Và cái khoảng tin cậy thì mình cũng tính được là bằng trung bình của sự khác biệt, đây là khoảng 0.5 cộng trừ cho critical value nhân cho sai số chuẩn, ở đây là khoảng là 0.4. Mình thấy ha, tức là khi mà uống bia vô á, thì mình sẽ phản ứng chậm hơn một khoảng, khoảng là ở đây nếu mà tính ra là khoảng từ 0.1 tới 0.9 ha. Đây là khoảng tin cậy 95%, có nghĩa là cái cái khoản tin cậy này nó không chứa cái giá trị không ha, khoản tin cậy này nó không chứa giá trị không, cho nên là mình sẽ thấy cái sự tương ứng giữa cái việc bác bỏ giả thuyết khác không với cái khoản tin cậy nó có chứa giá trị không hay không. Nếu ở đây mình bác bỏ thì cái khoản tin cậy nó sẽ không có chứa cái giá trị không, còn nếu mà mình không thể bác bỏ được thì khoản tin cậy nó sẽ chứa giá trị không. Một cách để mà mình tìm được cái đối sánh giữa cái B value và cái confidence interval.